sau đây em thân mời tiếng hát của anh Phước. Dạ, xin mời anh Phước ạ. Thế này đây mình trồng khe ăn trái, chuối xiêm lai và mãng cầu gai, còn nuôi thêm vịt ốc với gà heo, có cực nhưng vui mình hy vọng tràn trề. Ôi chừng nào có về quê mời em sang chơi, lúa gạo thơm ngon chắc anh quên lối về. Ôi tới ngày heo đẻ bà con vui vẻ, làm tôi vừa nghe tôi thấy có vẻ rẻ ra, vì đàn ông phải thương cái đàn bà, thương con vợ nhà làm việc cái dữ trâu, sắp lương tâm con chùi son đau mắt, nàng đi xem hát còn anh thì ở nhà chờ đợi nàng về. Đang phát triển trước tiên tôi dựng lên mái nhà tranh, còn xung quanh trồng quýt với trồng chanh, đất rộng bao la mình trồng đậu trồng cà. Thế này đây mình trồng cây ăn trái, chuối xiêm lai và mãng cầu gai, còn nuôi thêm vịt ong với gà heo, có cực nhưng vui mình thì vọng tràn trề. Ôi chừng nào có về quê mời anh sang chơi, lúa gạo thơm ngon chắc anh quên lối về. Ôi tới ngày heo đẻ bà con vui vẻ, làm tôi ngựa nghe tôi thấy có vẻ rè, vì đàn ông phải thương cái đàn bà, thương con vợ già làm việc cái nhữ trâu, sắp được tâm con chùi son đào bát, nàng đi xem hát còn anh thì ở nhà chờ đợi nàng về. Xin được cảm ơn một ca khúc rất là vui của anh Phước dự định tập thể quý vị ngày hôm nay.